Ok. Tổng thống Mỹ Joe Biden lại tiếp tục đề xuất cái gói ngân sách 6.000 tỷ đô nữa anh em ơi. Và cái gói này nó sẽ khiến cho thị trường crypto nó pump hay là không? Và ok, xin chào anh em, lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một cái chủ đề, đó là Tổng thống Joe Biden đề xuất ngân gói ngân sách và crypto sẽ được hưởng lợi hay là không. Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để tra tấn nút like và subscribe kênh ha. Và comment phía bên dưới video này một đồng altcoin mà anh em đang quan tâm và muốn mình phân tích ở các số video altcoin tiếp theo thì mình sẽ phân tích ha. Và video này được tài trợ bởi Coin98 Wallet, ví lưu trữ tiền điện tử an toàn nhất hiện nay. Để không mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì theo như một bài báo ở trên trong web, đó là New York Times, thì Tổng thống Joe Biden vừa đề xuất cái gói ngân sách 6.000 tỷ đô để khiến cho quốc gia Hoa Kỳ trở nên cạnh tranh hơn. Và ông ấy muốn dùng cái số tiền này để làm gì? Để đầu tư vào cái cơ sở hạ tầng và việc giáo dục và việc chăm sóc sức khỏe ha, rất là nhiều. Cái việc mà ông ấy muốn đầu tư cho cả nước Mỹ, và nên thấy là khi mà tiền được bơm ra thị trường nhiều như hiện tại, nếu như mà cái gói ngân sách 6.000 tỷ đô này nó được thông qua, thì tiền công tiền của ngân hàng trung ương bơm ra ngoài thị trường rất là nhiều, khiến cho tiền ở trên thị trường rất là nhiều, và nó trở nên là làm cho cái đồng đô la nó bị mất giá ha, là nó sẽ bị mất giá đồng tiền. Vì vậy người dân họ sẽ làm như thế nào, họ sẽ có hành động gì? Thì theo mình, họ sẽ có hành động là họ sẽ đầu tư vào những cái đồng crypto, cũng như là họ sẽ đầu tư vào các kênh khác như là chứng khoán này, vàng này, và bất động sản, hoặc là crypto. Cái crypto như là Bitcoin thì nó sẽ mang tính là đầu cơ cao hơn, cho nên là, và nó cũng có được cái lợi nhuận, và cái mức lợi nhuận nó cao á, thì nó sẽ đi kèm với lại cái mức rủi ro cao, cho nên là người dân Mỹ họ thường họ sẽ mua đổ xô đi mua Bitcoin hơn. Và với cái tình hình hiện tại á, thì rất là nhiều công ty họ đã hỗ trợ cho việc thanh toán mua bán bằng cái tiền điện tử rồi, cho nên là cái việc mà mua Bitcoin đối với người dân Mỹ hiện tại nó đang rất là dễ ha anh em. Và trước giờ người dân Mỹ thì có thể xài cái sàn là Coinbase để mua Bitcoin được, cho nên là anh em thấy hiện tại thì người dân Mỹ tiếp cận với Bitcoin nó rất là dễ. Ok ha. Và cái gói 6.000 tỷ đô này nè, nó hiện tại nó có thể là nó sẽ gấp 5 lần, có thể là gấp 5 lần với lại cái vốn hóa của cả thị trường crypto này. Anh em thấy ha. Và hiện tại anh em thấy là vốn hóa thị trường nó đang giảm 66% trong 24 giờ qua, xuống còn chỉ có hơn 1.600 tỷ đô thôi. Và 24 giờ qua thì Bitcoin nó giảm nè 89%, bởi vì là cái mô hình ba đáy, xin lỗi em, mô hình ba đỉnh ở trên cái 04 giờ, cho nên nó đã khiến cho giá Bitcoin nó giảm mạnh như vậy ha. Và Bitcoin nó giảm thì kéo theo các đồng altcoin top nó cũng giảm mạnh như vậy, anh em thấy đồng coin nào nó cũng giảm 10% trở lên. Ok. Và gần đây nhất thì mình thấy là vào lúc 8 giờ tối nay thì mình có thấy là 1 tỷ đô đã được in ra. Anh em thấy là cái giao dịch ở trên Twitter và các công bot này nó báo là có giao dịch đó là 1 tỷ đô đã được in ra ha. Đây, thể loại là nó mai ha, nó đúc ra. Ok. Và tiền tại trên thị trường á, nó sẽ rất là nó đang rất là nhiều, cho nên là nó khiến cho cộng đồng crypto sẽ rất là hưng phấn, cũng như là các cộng đồng các kênh đầu tư khác như là chứng khoán cũng đang rất là hưng phấn ha. Bởi vì là kiểu gì thì nó cũng chảy vào những cái kênh đầu tư như vậy, như là Bitcoin, crypto và chứng khoán. Đó là hai kênh đầu tư mà nó mang lại lợi nhuận cao và được rất nhiều người yêu thích, cho nên là nó sẽ dòng tiền nó kiểu gì nó sẽ không chảy ít thì nhiều, nó không chảy nhiều thì ít ha, nó sẽ chảy vào những cái kênh như vậy. Và nên thấy là từ cái khúc mà tháng 3 2020 dịch corona Covid-19 nó cũng đã diễn ra, và nó khiến cho giá Bitcoin nó giảm từ 10.000 còn 3.000 ha. Và cái khúc này gói cứu trợ nó đã được gói cứu trợ 2.000 tỷ đô nó được
được thông qua, và nó khiến cho cái kênh đầu tư crypto và cụ thể là cái đồng Bitcoin nó đã tăng rất là mạnh. Từ vùng 3.000 nó pump lên đến hiện tại luôn. Nó pump lên hiện tại là tầm 36-37.000 rồi. Anh thấy nó pump một phát cho những cái đến tuần mà nó pump mạnh như vậy ha. Anh thấy đây là cái cú hích ở trong một cái gói cứu trợ. Gói cứu trợ nó đã thông qua và kích thích đó. Ok, trên không tuần là như vậy ha anh em. Trên khung ngày hiện tại thì Bitcoin nó đang đi trong một cái range, đó là cái range sideways. Cái range giá nó đi ngang thôi. Nó đi ngang với một cây nến mẹ bao bọc tất cả cây nến phía trong rồi. Hiện tại chúng ta thấy là chưa có cú phá vỡ nào ra phía ngoài, cho nên là nó đang đi trong một cái range sideways như thế ha. Và nếu anh em là muốn chốt hàng và nghĩ rằng là thị trường crypto này nó sẽ sập trong tương lai và giá Bitcoin nó sẽ giảm, thì có thể chốt ở hai cái vùng này là vùng 46.600 và vùng 50.500 này. Đây là vùng của hai vùng hai móc Fibo 0.5 và 0.618 của Fibonacci. Thì đây lên đây thì nó sẽ nhận được một cái đợt bán, và có rất là nhiều người họ chờ chốt ở hai cái vùng này ha. Ok, và giờ sắp tới thì mình nghĩ là nó sẽ vẫn tiếp tục đi trong một cái range giá sideways như thế này của trên cùng ngày ha. Trên hôm 4 giờ thì nó đang chịu bởi cái áp lực, đó là cái mô hình vai đầu vai ở đây, và nó đã break khỏi cái đường trendline này rồi, nó break xuống rồi ha. Và nhưng mà hiện tại nó đang giảm cái vùng hỗ trợ rất là cứng. Hỗ trợ này là hỗ trợ trên khung 4 giờ vùng chuyển xu hướng, cho nên nó rất cứng ha. Nó đâm một phát xuống đây, nhưng mà hiện tại nó có khả năng là nó sẽ tạo một cái cú phá vỡ giá này. Nếu mà cái nến này nó đóng nến phía trên cái cây nến này thì sẽ có một cú phá vỡ giá ở đây, và phe mua sẽ lao vào mua rất là nhiều ở đây ha. Và vùng 36.500 hiện tại đang đóng vai trò là một vùng hỗ trợ rất là cứng của Bitcoin trên vùng 4 giờ, cho nên là mình vẫn đang kỳ vọng là nó sẽ tiếp tục cái xu hướng tăng của Bitcoin trên vùng 4 giờ ở ngay tại cái vùng này ha. Ok, về cái thị phần Bitcoin thì chúng ta thấy được là sau khi mà nó chạy cái vùng 47%, nó hình thành cái biên ba giảm này thì nó giảm rất là mạnh. Nhưng mà hiện tại mình nghĩ rằng sẽ có một pha, đó là nó sẽ khiến thị phần nó đẩy lên, và khi thị phần đẩy lên thì khả năng cao là Bitcoin nó sẽ tăng, giá Bitcoin nó sẽ tăng và nó sẽ đẩy lên đây và chạm vùng kháng cự và hình thành mô hình hai đỉnh ở đây thì nó sẽ mới giảm được ha. Nếu như nó đi đúng plan như vậy thì plan này thì sẽ tốt cho altcoin cũng như là top coin, còn nếu mà nó tăng lên luôn thì nó sẽ tốt cho Bitcoin và top coin ha. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ phân tích cái đồng altcoin leading của thị trường, đó là ETH, Ethereum ha. Và anh em thấy là Ethereum hiện tại nó đang chạy ở vùng chuyển xu hướng này. Vùng này là vùng đáy dẫn tới đỉnh cao nhất trong một xu hướng tăng, là vùng support rất là tốt, rất là cứng hiện tại. Nếu giá hiện tại nó đang đi trong cái hỗ trợ này, cho nên là khả năng cao nếu mà nó đóng nến phía trên là một cái cây setup bộ nến nhẫn nhật á, là nến bullish engulfing, thì nó sẽ đẩy giá của Ethereum, nó sẽ break lên khỏi cái vùng này ha, khỏi cái đường trend line giảm này. Đó là cái view của mình ha anh em. Hầu hết mình nghĩ trong tương lai thì nó sẽ chạm Ethereum cũng như là Bitcoin, nó đang chạy cái vùng hỗ trợ cứng, cho nên là nó sẽ khiến giá nó tăng trở lại ha, sau những cái cú điều chỉnh. Và nên thấy là cái cú điều chỉnh trên 4 giờ của Bitcoin nó rất là rõ, khi mà nó ba lần. Lần đầu tiên nó tăng lên và nó bị đánh xuống, và lần thứ hai nó tăng lên nó cũng bị đánh xuống, lần thứ ba nó cũng tăng lên và bị đánh xuống cái lần cái nữa ha. Cho nên á, lực bán ở trên 0.4 giờ của Bitcoin đang rất là mạnh. Tuy nhiên hiện tại nó đang muốn thử lại cái lực mua, cho nên là nếu mà lực mua nó mạnh, nó sẽ đẩy break khỏi vùng kháng cự 41.500 đô này ha. Ok, và các bạn muốn trao đổi kinh nghiệm cũng như là thảo luận với team mình ở trên Telegram thì có thể tham gia với team mình bằng cách kéo dưới phần mô tả mỗi video sẽ có một đường link Telegram group, bấm ấn vào đây thì nó sẽ đưa các bạn vào group Telegram của team mình. Thì trên đây là có hơn 16.000 thành viên rồi, thì trên đây các bạn có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau cũng như là cập nhật những cái thông tin mới nhất của team mình, những bài viết bài binh ở đây ha. Ok, và thể lệ của cái trò chơi mini game ATM Spy 03 hiện tại đang diễn ra và anh em có thể tham gia ha. Và câu hỏi tuần này sẽ là đây, câu hỏi tuần này sẽ là mạng lưới blockchain nào mà có 98 wallet chưa tích hợp. Câu A là Binance Smart Chain, câu B là Solana, câu C là Polygon và câu D là Avalanche ha. Và thể lệ thì mình đã post ở trong cái channel
cộng đồng YouTube cũng như là Telegram hoặc là và Facebook. Anh em có thể lên đó và ngày mai sẽ là ngày cuối của thời hạn tham gia chương trình này. Anh em nhớ tham gia ha. Và video này của mình đến đây kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở số video tiếp theo.